Xin mời các bạn, hôm nay mình đến chùa Phú Giao, đường này là quốc lộ 1A nha các bạn. Đường này là mình đi từ Sóc Trăng xuống Bạc Liêu. Quốc lộ 1A, mình đến thăm viếng chùa Phú Giao của huyện Mỹ Xuyên thuộc của xã Thành Quế nha các bạn. Cái này trên cầu mình quay vô khu này nha các bạn. Mời các bạn vào tham quan cùng tôi. Cảnh ở ngoài quốc lộ, đây là cảnh trước cổng chùa các bạn. Chùa này xây dựng lại rất đẹp nha các bạn. Cảnh rất đẹp. Và không rộng lớn nữa các bạn. Chùa này dễ nhìn thấy lắm, mình đi trên quốc lộ 1A là mình sẽ nhìn thấy các bạn hướng Sóc Trăng, Bạc Liêu thì mình nhìn mình tất cả đi dọc cầu đó các bạn. Đây là cái cổng chùa các bạn. Cái rất đẹp giống kiểu Thái đó các bạn. Bắt đầu mình tiến vào trong khung viên của chùa nha các bạn. Bây giờ mình đang ở trước khung chùa, bây giờ bắt đầu chuẩn bị vô khung viên của chùa nha các bạn. Đây là cái cảnh bên tay phải của chùa đó các bạn, mình đi qua bên cảnh bên phải của chùa. Cái khu ở trước mặt mình là khu người ta đang tiếp tục để mà xây dựng sửa chữa thêm đó các bạn, rất đẹp. Đang làm đó các bạn. Bên tay trái của mình là ở sau cái chỗ này, cái chỗ nhà mẹ ở sau bên kia đó các bạn, là cái chính điện của chùa. Cái chỗ dân dàng bên trong này là Phật thờ Phật ở trong này đó các bạn. Chút xíu mình sẽ quay qua luôn các bạn. Đây là cái công viên, giờ này là trưa các bạn, ở 2 giờ ngoài các bạn. 2 giờ ngoài trưa của mình. Sinh động. Đây là dưới gốc cây Bồ Đề các bạn. Mình đang đứng dưới gốc cây Bồ Đề. Cảnh này rất đẹp các bạn. Đang xây dựng sửa chữa thêm nữa các bạn. Thợ đang làm. Cái chánh điện là trước mặt mình đó các bạn, nằm bên tuốt bên kia đó các bạn. Rồi, đây là chỗ này là đang xây dựng tiếp tục. Chút xíu mình sẽ qua chánh điện. Sửa chữa đang xây dựng thêm nữa các bạn. Đây là chỗ Phật các bạn. Cảnh này rất đẹp. Cái tượng Phật ngoài này rất đẹp các bạn, nằm ở dưới cây Bồ Đề luôn các bạn. Tượng Phật nằm cũng đẹp các bạn.
giao thật là. Đây là cái thúc nốt. Nãy dù nhà này là như có lễ hội đồ đó, là bà con đạo đồ vô này ngủ ở trong này rồi để mà cúng làm lễ nghỉ qua đêm gì đó. Hôm nay mình đi vô sơn cái tham quan sơn cái mình quay sẽ quay chánh điện. Đây mình ở đâu mình quay chỗ này cái đi rồi mình sẽ đi qua chỗ hồi nãy mà mình nói là người ta thờ Phật đó, chút xíu mình sẽ đi vô tham quan cái chỗ đó một cái mình phải vô chánh điện rồi các bạn. Rồi mình đi ở ngoài này cái đó, mình đứng ngược trở lại mình coi lại cái cảnh bên kia cái cổng đó các bạn. Đây, chỗ này để mình dần dần này cho các bạn thở Phật trong này nữa các bạn, để mình tiến tới gần một chút để cho các bạn xem Phật ở trong này luôn đấy. Thank you.
coi hết cái xung quanh cái cảnh này, cái mình qua chánh, mình chánh điện mình tham quan luôn các bạn. Đây, chánh điện nè các bạn. Ở đây mình đứng bên ngoài nè các bạn, chút xíu mình vô trong nha các bạn. Rất đẹp. Cái này là mình vô tới trước cái chánh điện rồi đó các bạn. Mình đang tiến dụng vào chánh điện các bạn. Rồi quay cho các bạn coi mấy cái cảnh này nghe các bạn. Chánh điện này nó kiến trúc nó rất là độc đáo các bạn, đặc biệt dữ lắm các bạn, thấy công phu dữ lắm. Đây cũng có khách là gia diễn của chùa đó các bạn. Cái cổng này mới là đi vô chánh điện được các bạn. Cái cửa này đã mở các bạn. Đây mình vô chánh điện mình tham quan luôn các bạn. Đây. Đây tượng Phật lớn này các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.